Lái xe và các thành viên trên xe cần nắm rõ những điều này để có những chuyến đi chơi xa, đi nghỉ lễ vui vẻ và an toàn. Những ngày cuối năm, các gia đình đều lên kế hoạch đi chơi, về quê đi du lịch để xả hơi sau thời gian dài phải ở nhà vì dịch bệnh. Đây cũng là thời gian mọi người đi chơi và thăm hỏi các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, để có hành trình lái xe đường dài an toàn và thoải mái, các thành viên nên chú ý đến những điều sau, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều phức tạp. Đầu tiên đó là cập nhật tình hình dịch bệnh tại điểm đến. Tình hình dịch bệnh trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, vẫn xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng và chưa có dấu hiệu tích cực. Nếu gia đình bạn định di chuyển đến những khu vực dịch bệnh căng thẳng và bị phong tỏa, chắc chắn sẽ phải quay đầu xe. Vì vậy, trước mỗi chuyến đi, gia đình nên cập nhật tình hình dịch bệnh thông qua người thân, bạn bè. Ngoài ra, trong suốt quá trình di chuyển, cả gia đình không quên thực hiện quy tắc 5K để hạn chế lây lan dịch bệnh. Các việc cần chuẩn bị khi đi chơi xa đó là chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay, khai báo y tế. Thứ hai đó là kiểm tra xe ô tô cẩn thận. Kiểm tra xe cẩn thận trước khi đi chơi xa là việc làm cần thiết mà các tài xế cần phải nhớ. Về cơ bản, có nhiều việc phải làm trước khi đi công tác hoặc đi chơi xa bằng ô tô, bao gồm kiểm tra áp suất lốp, mức dầu, chất lỏng làm mát, đèn chiếu sáng, thông tin tuyến đường hoặc thiết bị bảo dưỡng. Thứ ba đó là kiểm tra áp suất lốp xe. Kiểm tra áp suất lốp là một trong những việc quan trọng nhất phải làm trước khi lái xe đường dài. Ngoài việc giữ bền lốp xe, việc này còn giúp tài xế tránh khỏi những tình huống xấu như là nổ lốp, gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, áp suất lốp tốt còn cải thiện khả năng vận hành của xe, ảnh hưởng đến độ bám đường cũng như độ mòn của lốp xe. Lốp càng mòn thì quãng đường phanh càng dài, mức độ bám càng cao, cơ hội truyền công suất tới động cơ của các bánh xe càng tốt, do đó hiệu suất nhiên liệu được cải thiện. Tiếp theo đó là kiểm tra mức dầu. Kiểm tra mức dầu cũng rất quan trọng trước khi bắt đầu một chuyến đi dài, vì dầu được coi là dòng máu của chiếc xe. Điều đầu tiên cần lưu ý khi kiểm tra dầu là đảm bảo xe đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Điều này sẽ ngăn dầu chảy ra phía sau trong khi bạn đang kiểm tra phần đầu trước của bộ phận động cơ. Khi que thăm đã được định vị, trước tiên bạn nên kéo que thăm và lau sạch bằng khăn rồi lắp lại để kiểm tra mức dầu. Que thăm dầu có vạch để giúp chủ xe xác định mức dầu tối thiểu và tối đa. Nếu dầu không tăng đến vạch mức tối thiểu, bạn nên thêm lượng dầu cần thiết cho đến khi vạch sẽ nằm giữa hai vạch. Khi đổ, hãy thêm dầu từng chút một để tránh bị đầy. Thứ năm đó là kiểm tra đèn xe. Tài xế cần đảm bảo tính ổn định của đèn pha và đèn hậu. Bạn nên giữ thêm một bộ bóng đèn để phòng những trường hợp hỏng hóc. Hãy nhớ rằng, dù việc thay đổi bóng đèn trên ô tô khá dễ dàng, nhưng lại có sự khác biệt giữa các loại xe. Thứ sáu đó là vệ sinh lại nội thất. Một chiếc xe sạch sẽ và không gian nội thất thơm nhẹ tự nhiên rất cần thiết cho hành trình dài, giúp các thành viên trên xe thoải mái và thư giãn hơn. Vì vậy, trước khi có kế hoạch đi chơi xa, chủ xe nên mang xe đi làm vệ sinh nội ngoại thất cho sạch sẽ. Ngoài ra, nếu xe không có phim cách nhiệt, chủ xe cũng nên đầu tư dán loại phim có thương hiệu uy tín. Như vậy, vừa tránh nóng cho cabin xe, lại tốt cho điều hòa không phải hoạt động bù nhiệt liên tục trong thời tiết oi ả. Sau đây đó là những món đồ cần thiết. Bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ gọn, bộ dây cầu bình ắc quy, túi cầu chỉ dự phòng, bóng đèn pha, đèn pin chưa bao giờ là thừa cho một chuyến đường trường. Những số điện thoại hotline cứu hộ xe, hotline bảo hiểm cũng phải nên lưu trữ càng nhiều càng tốt. Nhất là những địa phương tài xế sẽ đi qua. Nếu có số điện thoại bạn bè ở trong diễn đàn ô tô, hội xe, nhóm trên mạng xã hội, chúng ta nên chú ý cập nhật để khi có chuyện thì có thể liên lạc, giúp người lái tìm được thợ hay gara ứng cứu khi xe bị trục trặc. Tài xế cũng cần mang theo cáp kéo và pin dự phòng trong cốp xe. Trong trường hợp ô tô của bạn bị hỏng giữa chừng và không có tín hiệu trên điện thoại di động của bạn, chúng sẽ có ích. Ngoài ra, ngay cả khi ô tô được trang bị thiết bị GPS, người lái có thể mua bản đồ giấy cho tuyến đường sắp đi. Nắm rõ các tuyến đường trước khi bắt đầu cũng rất quan trọng, vì cả GPS và bản đồ đều không được cập nhật hàng ngày. Và hãy chắc chắn rằng người lái mang theo các thủ tục đăng ký xe, kiểm định xe và bằng lái. Nếu không đủ, chúng ta có thể phải chịu đựng những mức phạt không mong muốn. Và tiếp theo đó là lưu ý về sức khỏe. Nếu chẳng may một trong số thành viên trên xe có vấn đề về sức khỏe trong chuyến đi thì không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến họ mà còn tạo nên sự lo lắng cho các thành viên còn lại. Chuẩn bị sức khỏe cho mình và cho các thành viên còn lại trong gia đình là điều không thể không chú ý trước mỗi chuyến đi cả tuần. Những căn bệnh thông thường như là hô hấp, bệnh đường tiêu hóa phải được xử lý triệt để. Với những người có bệnh mãn tính, phải mang đầy đủ cơ số thuốc sử dụng đủ đến dư cho chuyến đi, tăng cường sức khỏe bằng việc ăn bồi bổ, tập thể dục và tăng sức đề kháng bằng các loại thuốc bổ vitamin. Một điều quan trọng khác là tuyệt đối không được uống rượu trong quá trình lái xe, nếu không tài xế sẽ phải chịu những mức phạt rất nặng theo quy định của pháp luật. Hy vọng video hữu ích với bạn và đừng quên ấn like kèm subscribe YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dibaro để theo dõi những video review xe, hướng dẫn chăm sóc xe đúng các tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.